Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày hôm nay đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp sau thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi đi khảo sát thực tế tại huyện Đức Thọ và huyện Hương Sơn, đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực, tiến độ và kết quả khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai ở Hà Tĩnh. Sau khi nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực, giống cây con từ Trung ương và tỉnh, bà con đã khẩn trương làm đất xuống giống và chăm sóc đồng bộ. Nhờ đó cây vụ đông, sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với vụ sản xuất đông xuân 2020-2021, địa phương đã chủ động bố trí, cân đối đủ lượng giống, bảo đảm chất lượng, đúng theo cơ cấu kế hoạch. Một số địa phương có diện tích lúa bị bồi lấp do sạt lở, người dân đã tích cực nạo vét, san ủi để gieo cấy vụ lúa đông xuân đúng tiến độ, chủ động chuyển đổi trồng các loại cây trồng cạn thích hợp.